Channel Xin kính chào quý thính giả Cảm ơn quý vị đã trở lại với Vin Channel Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức và đời sống Kỷ lục 20 triệu người ghi danh Obamacare Mỗi tuần có hơn 1.500 người Mỹ chết vì Covid-19 Mặc dù đã có vaccine và thuốc trị eBay đã phải đền 3 triệu đô la Vì nhân viên hù dọa những người chỉ trích công ty Máy bay chở đội tuyển Gambia gặp sự cố Ô tô đụng hàng loạt xe máy ở Huế, Việt Nam. Bình thuận đề xuất làm đường cao tốc và miếng SJC tăng lên 76 triệu đồng. Phô mai của công ty ở California bị thu hồi vì sợ nhiễm Listeria. Kỷ lục 20 triệu người ghi danh Obamacare tin từ Washington DC có khoảng 20 triệu người một con số kỷ lục ghi danh bảo hiểm y tế trong năm nay qua chương trình Obamacare. Vào sáng thứ Tư 10 tháng Giêng, chính quyền Mỹ thông báo có 20 triệu người đã ghi danh vào bảo hiểm y tế Obamacare vài ngày trước khi thời gian ghi danh sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng Giêng. Đương nhiên, kết quả này người dân Mỹ sẽ được Tổng thống Joe Biden cập nhật thường xuyên trong những cuộc vận động tranh cử sắp tới. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên dẫn đầu của đảng Cộng Hòa, thề hủy bỏ chương trình Obamacare nếu như ông đắc cử. Hồi năm ngoái, 2023, cũng ghi nhận số người ghi danh chương trình Obamacare kỷ lục 16.3 triệu. Số lượng người ghi danh tăng vọt sau khi ông Biden nhậm chức, đảng Dân Chủ tung ra một loạt chính sách giảm thuế, giúp hàng triệu người Mỹ tiếp cận với các chương trình bảo hiểm y tế giá thấp. Chúng ta phải dựa trên tiến trình này và duy trì mức bảo hiểm y tế giá thấp hơn này vĩnh viễn, Tổng thống Biden tuyên bố. Nhưng những người Cộng hòa cực đoan đã ngăn chặn những nỗ lực này ở mọi khía cạnh. Chính quyền liên bang đã làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận trên khắp đất nước bao gồm cả các cộng đồng chủ yếu là người da đen và người Latino, như ở miền Nam Florida để thu hút những người mới ghi danh. Chính quyền cũng đã đầu tư thêm hàng triệu đô la vào việc thuê những người hướng dẫn giúp mọi người ghi danh một chương trình bị hủy bỏ dưới thời ông Trump. Thời hạn ghi danh Obamacare kết thúc vào ngày 16 tháng Giêng. Mặc dù vậy, những người bị loại khỏi Medicaid vẫn có thể đủ điều kiện ghi danh cho đến cuối tháng 7 2024. Mỗi tuần có hơn 1.500 người Mỹ chết vì COVID-19, mặc dù đã có vaccine và thuốc trị. Tin từ Washington, DC, theo dữ liệu Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đưa ra cho biết, dù đã hơn 3 năm từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, Mỹ vẫn có khoảng 1.500 người chết vì bệnh này mỗi tuần. ABC News đưa tin hôm thứ Tư, 10 tháng Giêng. Tuần lễ kết thúc hôm 9 tháng 12, Mỹ có 1.614 người chết vì COVID-19, tuần lễ có dữ liệu đầy đủ mới nhất của CDC. Bốn tuần lễ gần đây nhất có dữ liệu đầy đủ cho thấy trung bình Mỹ có 1.488 người chết vì COVID-19 mỗi tuần. Để so sánh, cũng trong tuần lễ kết thúc hôm 9 tháng 12, Mỹ có 163 người chết vì bệnh cúm theo dữ liệu CDC. Mặc dù số người chết vì COVID-19 cao ở Mỹ hiện nay, nhưng vẫn chưa bằng số người chết kỷ lục COVID-19 trong tuần lễ kết thúc hồi ngày 9 tháng Giêng 2021, 25.974 người, cũng như số người chết vì COVID-19 hàng tuần trong những mùa đông trước đó, theo dữ liệu CDC. Nhưng số người chết hiện nay vẫn khá nhiều, thành thực mà nói, 1.500 bệnh nhân chết mỗi tuần là không thể chấp nhận. Bác sĩ Cameron Wolfe, giáo sư bệnh truyền nhiễm Đại học Duke University ở North Carolina, nói với ABC News. Chuyên gia cho biết có vài lý do nhiều người Mỹ hiện nay vẫn chết vì COVID-19, như ít ngừa điều trị hoặc chích ngừa và sức miễn dịch suy giảm. Ngoài ra, nếu số người mắc COVID-19 tăng dù ít hơn những đợt bùng phát trước đây, nhưng vẫn đương nhiên làm số người vô bệnh viện tăng rồi số người chết tăng. Tính tới ngày 5 tháng Giêng, chỉ 19.4% người 18 tuổi trở lên và 8% trẻ em ở Mỹ chích ngừa COVID-19 mũi mới nhất, theo dữ liệu CDC. Về phần người 65 tuổi trở lên, chỉ 38% chích mũi tăng cường này. Hiện nay, thuốc COVID-19 đã có thuốc viên, cụ thể là Paxlovid của Pfizer. Tuy nhiên, Paxlovid ít được sử dụng. Có báo cáo cho thấy ở một số tiểu bang, bác sĩ chỉ cho dùng loại thuốc này chưa đầy 25% số ca COVID-19. Đây cũng có lẽ là lý do số người chết vì COVID-19 vẫn tiếp tục tăng. eBay đã phải đền 3 triệu vì nhân viên hù dọa những người chỉ trích công ty. Tin từ Boston, Massachusetts công ty lớn eBay sẽ đền 3 triệu Mỹ Kim để giải quyết các cáo buộc hình sự bắt nguồn từ việc một số nhân viên cũ gửi nhận sóng, dán và một bào thai lợn cho một cặp vợ chồng ở Massachusetts, theo NBC News. Hôm thứ Năm, 11 tháng Giêng, giới chức đã cho biết cặp vợ chồng trên đã viết bản tin chỉ trích công ty hồi năm 2019. Theo một tuyên bố từ Văn phòng Biển lý Liên bang đặt tại Massachusetts, IB công ty khổng lồ chuyên đấu giá trên mạng bị buộc tội hình sự với hai tội theo dõi xuyên tiểu bang, hai tội theo dõi bằng dịch vụ liên lạc điện tử, giả mạo nhân chứng và cản trở công lý. Các công tố viên cho biết theo một phần bản thỏa thuận hoãn truy tố, IB đã đồng ý trả tiền phạt. Đây là mức phạt tối đa được pháp luật cho phép đối với sáu trọng tội. Theo chính quyền liên bang, công ty cũng phải duy trì một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập của công ty trong 3 năm và sẽ phải thực hiện các thay đổi theo kế hoạch được thỏa thuận. Công ty IB đã thừa nhận rằng, từ ngày 5 tháng 8 năm 2019 cho đến ngày 23 tháng 8 năm 2019, cựu giám đốc cấp cao về an toàn và an ninh của IB cùng 6 thành viên khác trong nhóm đã nhắm mục tiêu vào các nạn nhân cư ngụ ở Natick, Massachusetts các công tố viên cho biết các nhân viên eBay muốn gây ra hành động đe dọa này nhằm mục đích thay đổi nội dung của bản tin mà hai vợ chồng đã viết. Kế hoạch này bao gồm việc gửi những chuyến hàng ẩn danh và đáng lo ngại đến nhà của nạn nhân, bao gồm một cuốn sách về các sống sót sau cái chết, một chiếc mặt nạ heo dính máu, một bào thai heo, một vòng hoa tang lễ và các côn trùng sống theo công tố. Các công tố viên còn cho biết ib đã vi phạm hành vi quấy rối khác bao gồm việc đi đến Natick để giám sát cặp vợ chồng này và còn lắp đặt thiết bị theo dõi GPS trên xe của họ. Vào năm 2020, các cựu thành viên của nhóm bảo mật toàn cầu ib bị buộc tội. Các công tố viên cho biết việc âm mưu quấy rối cặp đôi khiến cho bảy cựu nhân viên và nhà thầu bị kết án. Những bản án có mức từ 12 tháng tù giam cho đến cao nhất là 57 tháng tù giam và vài người khác bị tù giam lỏng tại nhà. Máy bay chở đội tuyển Gambia gặp sự cố. Nhiều thành viên của đội tuyển bị đau đầu do thiếu oxy, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp khi đang trên đường đến bờ biển Nga để dự giải vô địch châu Phi. Sự cố đã xảy ra vào hôm 10 tháng 1 trên chuyến bay từ Gambia. 9 phút sau khi cất cánh, nhiều thành viên đội tuyển đau đầu hoặc chóng mặt do hệ thống cung cấp oxy bị hỏng. Máy bay buộc phải quay lại sân bay quốc tế Kenjun. Nhờ hạ cánh khẩn cấp để giúp cho đội tuyển Gambia thoát hiểm, đa số thành viên hồi phục ngay sau khi xuống sân bay trừ hai cầu thủ phải điều trị thêm do bị sốc huấn luyện viên của đội tuyển gambia là ông thơm Sanfield cho hay chúng tôi sợ khiếp vía theo hậu vệ cd janko loại máy bay xảy ra sự cố này là loại máy bay nhỏ khi mới lên máy bay các cầu thủ đã cảm thấy ngột ngạt khi đó phi hành đoàn đã cam kết điều hòa không khí sẽ hoạt động khi bay tuy nhiên sai lầm này suýt nữa dẫn tới thảm họa janko viết trên instagram nhiều người bị đau đầu và chóng mặt kinh khủng. Nếu không hạ cánh khẩn cấp, hậu quả có thể còn tồi tệ hơn rất nhiều. Điều này là không thể chấp nhận và phải chấm dứt ngay lập tức. Một ngày sau sự cố, Tổng thống Gambia Adama Paro đã cung cấp máy bay lớn hơn để chở đội tuyển tới thẳng thành phố Yamoussoukro của bờ biển Nga thay vì Abidjan, nơi họ lẽ ra phải nối chuyến với một chuyến bay khác. Gambia nằm ở bảng C của vô địch châu Phi với đương kim vô địch Senegal, Ghana và Cameroon. Ngày 15 tháng 1, họ sẽ ra quân với Senegal. Thành tích tốt nhất của Gambia là vào tứ kết năm 2021, nơi họ thua Cameroon 0-2. Đội tuyển này hiện xếp thứ 126 trên bảng tổng sắp FIFA. Phô mai của công ty ở California bị thu hồi vì sợ nhiễm Listeria, tin từ Modesto. California. Công ty phô mai ở California thu hồi hơn 300 thùng sản phẩm vì sợ nhiễm Listeria, vi khuẩn gây bệnh. Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm FDA loan báo vào hôm thứ Năm 11 tháng Giêng. Rizzo Lopez Foods, công ty có trụ sở ở Modesto, lo ngại 344 thùng phô mai Escotilla Mexican Grating Cheese có thể nhiễm Listeria monocytogene. Loại phô mai này có bán khắp nước Mỹ. Công ty này thu hồi phô mai sau khi ban thực phẩm và thuốc của Bộ Y tế tiểu bang Hawaii kiểm tra sản phẩm định kỳ hôm 3 tháng Giêng. FDA cho hay kết quả kiểm tra cho thấy mẫu phô mai này có chứa listeria monocytogenes. Tính tới thứ năm, chưa có trường hợp mắc bệnh nào do ăn phô mai này được xác nhận theo FDA. Ai đã lỡ mua phô mai này thì nên vứt bỏ. FDA khuyến cáo nếu có thắc mắc, người tiêu dùng có thể gọi cho Rizzo Lopez Foods ở số. 1 800 Listeria monocytogen có thể gây nhiễm trùng nặng và đôi khi gây thiệt mạng cho trẻ em, người già hoặc yếu và người bị suy yếu miễn dịch, FDA cho biết. Mặc dù người khỏe mạnh có thể chỉ bị triệu chứng ngắn hạn như sốt cao, nhức đầu, tê cứng, muốn ói, đau bụng và tiêu chảy, nhưng Listeria monocytogen có thể làm cho phụ nữ bị sảy thai hoặc thai chết non vàng miếng SJC của Việt Nam tăng lên 76 triệu đồng. Mỗi lượng vàng miếng của SJC tăng 2 triệu đồng trong 2 ngày qua, đưa giá một lượng vàng lên 76 triệu đồng Việt Nam. Đồng thời khoảng cách giá mua bán được thu hẹp về 2 triệu rưỡi đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua vào 73.5 triệu đồng, bán ra 76 triệu đồng một lượng, tăng thêm 800.000 đồng so với cuối ngày. Như vậy trong 2 ngày, SJC nâng giá chiều mua vào là 2,3 triệu đồng một lượng và tăng 1,8 triệu đồng ở chiều bán ra. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý DOG, vàng miếng cũng lên 73,45 triệu đồng đến 75,95 triệu đồng một lượng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ đầu năm, còn so với mức đỉnh thiết lập vào ngày 26 tháng 12, 2023, mỗi lượng vàng miếng thấp hơn 5-6 triệu đồng. Giá vàng nhẫn và nữ trang cũng đi lên theo, nhưng biến động ít hơn. Mỗi lượng vàng nhẫn SGC tăng 200.000 đồng, lên 62 triệu, đến 63 triệu, triệu đồng. Còn vàng trang sức 99.9%, lên 62,2 cho đến 63,3 triệu đồng. Tại DOG, vàng nhẫn tròn hưng thịnh vượng lên 62,85 triệu đồng cho đến 63,75 triệu, đồng. còn vàng nữ trang lên 62,45 tới 63,5 triệu đồng trong khi đó giá vàng của thế giới chỉ ở mức 2.049 đô la một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá bán của Vietcombank, tương đương 60,85 triệu đồng cho một lượng, thấp hơn 15,2 triệu đồng so với giá vàng miếng và khoảng 2,3 triệu đồng so với vàng nhẫn trong nước. Đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định 02, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thành phần tham gia, tổ giám sát gia công vàng miếng. Đơn vị có nhiệm vụ giám sát việc gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu. Quy định về tổ giám sát này đã lập ra từ năm 2012, nhưng hơn chục năm qua, ngân hàng nhà nước không sản xuất thêm vàng miếng. Với lần sửa đổi này, ngân hàng nhà nước thêm thẩm quyền cho vụ kiểm toán nội bộ tham gia vào tổ giám sát này. Ngày 3 tháng 1, tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng, Phó Giám đốc Đào Minh Tú khẳng định không để giá vàng miếng trên lệch hơn với giá của thế giới và sẽ xem xét sửa Nghị định 24 quản lý hoạt động kinh doanh vàng miếng. Bên cạnh đó, nhà điều hành cho biết sẽ đánh giá lại vai trò của SGC trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Bình Thuận đề xuất làm đường cao tốc, nút giao cao tốc dầu dây Tân Phú, Đồng Nai, cách ranh huyện Đức Linh hơn 1 km. Sở Giao thông vận tải Bình Thuận đề xuất làm đường kết nối để giúp cho việc di chuyển thuận lợi hơn. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận vừa kiến nghị lên Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo ban quản lý dự án bổ sung đường kết nối huyện Đức Linh với cao tốc dầu dây Tân Phú, Đồng Nai. Thủ tướng duyệt chủ trương tháng 9 năm 2022, dự án cao tốc dầu dây Tân Phú giai đoạn 1, tổng số vốn là 8.300 tỷ đồng, tuyến có tổng chiều dài hơn 60 km, đi qua nhiều địa phương ở Đồng Nai. Hiện chủ đầu tư là ban quản lý dự án Thăng Long đã lập báo cáo nghiên cứu, khả thi, lấy ý kiến thẩm định. Qua kiểm tra thực tế, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận thấy vị trí nút giao cuối Tân Phú chỉ cách ranh giới huyện Đức Linh chừng 1 km, nhưng chưa có thiết kế đường kết nối. Từ đó, cơ quan này đề xuất bổ sung đường 4 làng xe nối vào tuyến đường hiện hữu Romo Dakai, Bình Thuận, tương tự đoạn nhánh nối vào quốc lộ 20 ở phía tỉnh Đồng Nai. Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận, nếu thực hiện đoạn cao tốc này sẽ rút ngắn khoảng cách, thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, giúp cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương, nhất là khu vực miền núi Đức Linh, Giáp Đồng Nai và Lâm Đồng. Cao tốc dầu dây Tân Phú là một trong ba dự án thành phần của tuyến dầu dây Liên Khương dự kiến khởi công năm 2024. Trong giai đoạn 1, cao tốc này quy mô 4 lần xe, tốc độ tối đa 80 km một giờ, 4-5 km bố trí một điểm dừng xe khẩn cấp. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án nâng lên quy mô 4 lần xe, có lần dừng khẩn cấp, vận tốc tối đa 100 km một giờ. Ô tô đụng hàng loạt xe máy ở Huế, Việt Nam Tin từ Thừa Thiên Huế sau va chạm với ô tô cùng chiều trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế, một chiếc ô tô 5 chỗ lao lên vỉa hè, đụng đổ cột đèn và đụng thêm 3 xe máy khác vào sáng 12 tháng 1 vừa qua. Khoảng 8 giờ 30, nam tài xế lái ô tô 5 chỗ chạy trên đường Nguyễn Huệ khi đến ngã tư giáp với đường Phan Bội Châu thì đụng phải xe 4 chỗ cùng chiều. Ô tô sau đó lao lên vỉa hè, hút đổ trụ đèn chiếu sáng và 3 xe máy khác. Tài xế bị thương nặng, được người dân cậy cửa và đưa đi cấp cứu xe năm chỗ bị thụng và mốt méo, cột đèn chiếu sáng, đổ đè lên xe gây tai nạn, án ngữ một góc ngã tư, ba xe máy bị đụng ngã nghiêng trên vỉa hè, hư hỏng nhiều bộ phận. Một nhân chứng cho biết vừa bỏ xe máy lên vỉa hè để vào quầy ATM rút tiền thì chiếc ô tô đã lao đến. May trụ đèn chiếu sáng cản ô tô lại, nếu không là hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn, anh này nói. Công an thành phố Huế đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân tai nạn, hiện vụ việc vẫn còn đang điều tra cảm ơn quý vị đã lắng nghe vinh channel mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới và đừng quên nhấn nút like share và subscribe để video này được phổ biến rộng rãi hơn cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp